trong ký ức của nhiều người Hà Nội, chắc hẳn vẫn chưa thể quên tàu điện. Để phù hợp với yêu cầu thông thoáng đường phố và văn minh hóa thủ đô trong thời đại mới, tiếng leng keng thưa dần và chỉ còn văng vẳng trong ký ức. Đâu đó, những tiếng leng keng ấy vẫn gợi cho mỗi người dân thủ đô nhớ về một thời xa xăm của kỷ niệm. Dạo chơi trên những chuyến tàu, ngắm phố phường hào hoa của Hà Nội và cảm nhận những gì vốn gắn bó với tàu điện. Và đó là những giai điệu sẩm, sẩm tàu điện, sẩm của những mảnh đời, của những câu hát ngợi ca hay ai oán, của những làn điệu day dứt nhưng tha thiết. Hà Nội hay tàu điện Hà Nội bỗng dưng tạo ra sẩm, và sẩm bỗng dưng gắn mãi với kỷ niệm của người Hà Nội đến mãi mãi sau này. Sẩm như thế thì thường thường là người chồng mù, người vợ sáng, thế thì hai vợ chồng dắt díu nhau đi trước cho chồng vịn vào vai đi sau, thì anh chồng thì mang theo cây nhị hoặc cây hồ, thế thì còn bà vợ thì cầm cái xanh hoặc là cái trống mảnh, cái trống con tí để mà đệm lúc cho chồng hát. Lên tàu thì người ta phải và người vợ quan sát xem khách ấy là người như thế nào, đông đàn ông hay đàn bà, có người trẻ hay là người già, để mà liệu đưa ra cái bài hát nó thích hợp. Rất nhiều những người già bây giờ hoài niệm về một thời xưa, người ta vẫn nhớ đến tàu điện. Qua cái tàu điện thì lại nhớ được cái tiếng hát sẩm của những người chồng mù và những người vợ mù dắt con dắt chồng đi trên những chuyến tàu điện đó. Chồng em đi đỗ qua này, bỏ công kinh sư từ ngày lấy nhau, theo truyền thuyết tức là thái tử Trần Quốc Định, do cái sự tranh chấp quyền lực giữa anh em họ Trần ở trong rừng đó, rồi ông ta mới bị cái người anh em của mình chọc phân mù mắt, hay cái nói là cái nguyên nhân là có bắt nguồn từ người khiếm thị là như vậy. Thế rồi sau đó do cái ca hát của ông dạy nhân dân, giống chế ra cái đàn, thế ông soạn những cái lời hát, thế rồi dạy cho dân chúng thì được nhân dân cưu mang. Thế rồi đến khi về kinh thành thì là ông được đón về, thế rồi là ông ấy được suy tôn là ông tổ. Sẩm tàu điện ấy thì rất là nó là một trong cái làn điệu của hát sẩm Hà Nội. Nó là cái kết tinh của các cái dòng hát sẩm từ các làng quê, mà nó xuất hiện là từ cái thời kỳ mà chúng ta có cái 36 phố phường, tức là nó vào khoảng thế kỷ thứ 19. Thì theo chân các cái thương nhân ấy thì ở trong thị thành ấy thì những người hát sẩm họ cũng lên theo. Thế nhưng có đặc biệt là tức là khi nó xuất hiện cái tàu điện ấy thì đấy nó là cái môi trường diễn xướng của họ. Khác với các điệu sẩm chợ hay sẩm nhà tơ, nhạc khí của sẩm tàu điện gọn gàng hơn. Chỉ với một chiếc nhị, một chiếc song loan là có thể hình thành một gánh sẩm. Và chắc hẳn truyền thuyết xưa hay sự thực của lịch sử đều không thể ngờ rằng khi sẩm tàu điện ra đời thì ngay lập tức đã trở thành một loại hình nghệ thuật không thể thiếu trong đời sống nhân dân tại mỗi bến tàu, trên mỗi tuyến phố mà tàu điện đi qua. Người dân Hà Nội gắn kỷ niệm của mình với những làn điệu sẩm tàu điện. Nào là sẩm Hà Nội 36 phố phường, nào là vui nhất có chợ Đồng Xuân. Những làn điệu sẩm tàu điện có giai điệu và lời hát dường như chỉ phù hợp dành cho Hà Nội thời kỳ đó. Tiếng hát ngỡ như mua vui, nhưng vẫn ai oán nẫu ruột. Có bài nghe rộn ràng đấy, nhưng lại ẩn giấu nỗi buồn thầm lặng và những giọt nước mắt xót xa. Vì vậy, bài sẩm tàu điện xưa như Răng sáng vườn chè, lời thơ Nguyễn Bính lại là khát vọng sống, niềm vui mong manh nhờ vào hoài bão của sự lãng mạn đến kỳ lạ của người nghèo. Trong không gian nhỏ và chật chội của tàu điện, bên tiếng leng keng vui nhộn của từng hồi chuông như một bản hòa tấu với những giai điệu và ca từ giản dị, sẩm tàu điện cất lên lời ca đều đều, giả dích trên cả quãng đường. Ai nghe cũng nhớ, cũng nhầm nhầm đọc lên những lời ca giản dị, mộc mạc ấy.
và ai nấy đều cảm nhận như những người hát sẩm rong kia đang bày tỏ hộ mình một điều gì đó nằm trong tâm thức, đã ngủ quên trong lòng từ lâu lắm rồi. Cái việc mà họ đi như thế, họ hát là một hai bài thì bắt đầu có cái gợi ý là chính bà con muốn nghe bài gì thì cho biết, chúng tôi xin hát phục vụ và xin thưởng cho những người làm nghề chúng tôi. Thì lúc bây giờ có những đồng xu, đồng bảo đại, đồng trinh ném vào cái thau. Thì nghe tiếng lanh canh như thế thì người mù biết rằng đã có tiền ở đấy, họ tiếp tục hát những cái gì nó phù hợp với tâm trạng của mình thì được người ta tán thưởng rào rào. Và ngẫu nhiên, sầm tàu điện là của Hà Nội. Mảnh đất Thăng Long này vốn đã yêu thơ, yêu nhạc. Ngay khi sầm tàu điện hát bằng thơ của những nhà văn, nhà thơ nổi tiếng thì không còn lý do nào ngăn được trái tim người Hà Nội yêu sầm. Chẳng thế mà ngay đến những cô bán hàng khô ở chợ Đồng Xuân cũng thuộc vanh vách các bài Chân Quê hay Lỡ Bước Sang Ngang. Còn bài chính của sầm tàu điện là Răng Sáng Vườn Chè thì hẳn người dân Hà Nội nào sống trong thời kỳ đó cũng thuộc. Nghệ nhân Nguyễn Văn Nguyên cho đến ngày nay vẫn được mệnh danh là ông trùm của những điệu sẩm Hà Nội. Ông có cái tài sẩm hơn người, không chỉ vì năng khiếu trời sinh cho giọng ca khỏe khoắn, da diết, lay động công chúng, mà còn bởi ông được tiếp xúc với nhiều nghệ nhân hát sẩm thời đó và kiếm sống bằng sẩm từ năm mới chỉ 6 tuổi. Con chim khôn nó chết mệt về mồi. Học trò cuối cùng của cụ trùm Nguyên là nghệ nhân Nguyễn Văn Gia, năm nay cũng đã sấp xỉ tuổi thất thập. Suốt đời mình, ông Gia đã rong ruổi khắp nơi để thực hiện việc lưu truyền nghề hát sẩm. Cho đến nay, ông vẫn tâm huyết với từng giai điệu tha thiết, mượt mà của sẩm. Nhận được lời mời của Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam lên truyền dạy cho các bạn trẻ yêu thích và muốn gắn bó với nghệ thuật hát sẩm, ông mừng không sao kể xiết. Bởi sau bao nhiêu năm bị gián đoạn do các diễn biến lịch sử thì ngày nay giới trẻ vẫn còn mê cái loại hình nghệ thuật rong ruổi vất vả nhưng gần gũi này. Khoảng năm 62-63 gì đấy thì tôi có một hôm tôi tình cờ đi ra bờ hồ chơi, thấy có một ông hát sẩm ngồi ở dưới chỗ cái tán cây ở dưới đền cổng đền Ngọc Sơn ấy, thì tôi thấy cụ ấy hát thì tôi vào nghe, thấy hay hay thì là cũng lân la rồi là xin học cụ. Lúc bấy giờ có nhiều người hát sẩm lắm nhưng mà chỉ riêng cụ là có giấy của Sở Văn hóa cấp cho cụ một cái giấy để cụ được phép đi hát sẩm trong khu vực nội ngoại thành Hà Nội. Tôi thì là người học môn cải lương, thế nhưng mà cũng biết đàn là chính nhưng mà cũng biết hát. Khi mà tôi biết cải lương rồi thì tôi học sang cái này là nhanh hơn là những người chưa biết. Tôi theo học cũ thì là học không thôi chứ không mất tiền. Cũ có nói thế này này, tôi là người cũng bị hỏng mắt, thế thì tôi cũng được một số những các cái vị tiền bối đi trước truyền cho tôi, thì bây giờ tôi biết hát thì bây giờ tôi truyền cho cậu, tôi truyền cho cậu thì cậu cứ đi với tôi, cậu hát được bài gì thì cậu hát, cậu tôi sẽ dạy cậu, đến bao giờ cậu làm được như tôi thì thôi. Lúc mà tôi học cụ Nguyên ấy, tôi phải đi cùng với cụ ấy, đi cùng với hai ông bà đi hát khắp nơi. Thế nhưng mà khi mà tôi đã học thành thạo rồi thì tôi hát ở chợ Ngọc Hà này, ở chợ Tam Đa này, rồi chợ Bưởi này. Đấy. Thì gặp cô ấy cũng hay ra xem. Thế ra xem thì một vài lần thì là cô ấy cũng hỏi han vào, thế anh có uống nước uống đấy gì không để tôi mua hộ. Đấy, hay là có làm gì thì cũng có lúc thì là nhờ cô ấy mua hộ cốc nước, lúc thì là bảo cô ấy đi mượn hộ cái điếu cày về để hút thuốc lào. Thế xong rồi là
đến khi mà quen biết lâu dần thì là thành vợ thành chồng thôi. Theo ông Gia, quãng thời gian năm 1975-1978 trở đi, người hát sẩm bắt đầu dùng loa, máy tăng âm. Thời gian đó, ông bà đã có con, kinh tế cũng đã tạm. Bà ngại ông đi lại vất vả nên khuyên rằng: "Thôi, ông về hát cho tôi nghe, tôi nuôi." Thế là ông về. Hiện gia đình ông đang sống tại một căn nhà nhỏ bên phía cầu Đôi, Đại Mỗ, Hà Nội. Những ký ức về một thời rong ruổi vẫn hiện hữu trong chiếc đàn, chiếc nhị, chiếc xênh mà ông bà gìn giữ như những món đồ quý báu, như những kỷ niệm không bao giờ phai nhạt. Trong căn nhà ấm áp của hạnh phúc, ông thi thoảng vẫn gảy tiếng đàn, kéo tiếng nhị réo rắt để vui cửa, vui nhà. Mỗi khi nghe, ai cũng cảm nhận như ông đang kể câu chuyện về sẩm tàu điện, câu chuyện về cuộc đời của sẩm xưa. Với sự cố gắng của nghệ nhân Nguyễn Văn Gia, nhạc sĩ Thao Giang, cùng sự tâm huyết của các nghệ sĩ trẻ tại Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam, người Hà Nội sau nửa thế kỷ lại được nghe lại những giai điệu réo rắt, chân tình của câu hát sẩm xưa trên những chuyến tàu điện leng keng.